Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Dine Auto. Trước mặt mọi người đây một chiếc xe Isuzu D-Max đời 2016. Khách hàng mang tới đây một cái mẫu nắp thùng cao để thanh lý. Mẫu nắp thùng cao này sẽ phù hợp cho xe Isuzu D-Max từ đời 2012 tới 2019 mọi người ha. Cái form cũ hoặc form mới Isuzu D-Max từ đời 2020 tới 2024 thì sẽ không vừa cái mẫu nắp thùng cao này. Mẫu nắp thùng cao này là mẫu nắp thùng cao màu trắng, loại không có đèn mọi người ha. Thì Lợi sẽ đi một cái video thật là chi tiết để giới thiệu với quý anh chị em chúng ta một cái mẫu nắp thùng cao dành cho Isuzu D-Max thanh lý. Đó, cái mẫu nắp thùng này sẽ được tháo ra ngay sau đây và được trưng bày tại Dine Auto. Thì nếu quý anh chị em nào chúng ta cần mua một cái mẫu nắp thùng cao dành cho mùa mưa sắp tới với cái giá thật là rẻ thì xin vui lòng liên hệ ngay tới nhân viên tư vấn tại Dine Auto nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chi tiết hơn về cái mẫu nắp thùng cao Isuzu D-Max như thế này. Mẫu nắp thùng cao này thì mẫu nắp thùng cao Isuzu D-Max loại không có đèn, màu trắng mọi người ha. Các cái khung này thì được sơn màu đen. Mẫu này thì được làm bằng composite mọi người nhé. Được bưng kính ở bốn phía như thế này mọi người ha, rất là chắc chắn. Ok, thì về cái màu sơn, màu sơn thì cái màu trắng của nó hơi ngả vàng một chút xíu mọi người ha. Đó, còn các cái khung đen này thì cái sơn nó hơi rạn một chút xíu. Khi mà nhìn xa thì chúng ta cũng không thấy được rằng là nó rạn hay làm sao hết, nhưng mà nhìn gần thì chúng ta sẽ thấy và cái độ bóng của nó thì nó đã bị xuống màu ha. Mẫu này thì sử dụng từ 2016, tuy nhiên là cái kết cấu của nó còn rất là chắc chắn. Phía bên ngoài thì có một cái đèn thắng mọi người ha. Khi thắng thì cái đèn này sẽ sáng để cảnh báo cho người ở phía sau. Đèn này thì còn sáng mọi người ha. Đây là cái tay khóa được đặt trên kính luôn. Mẫu này thì chúng ta không phải gạt mà chúng ta sẽ nhấn. Mình sẽ nhấn để mở mọi người ha, nhấn để mở như thế này. Ở cái hai cái ti ở hai bên này thì mọi người ha, nó sẽ hơi yếu rồi, khi mà mở lên nó không đẩy trực tiếp được cái nắp này lên mà mình phải sử dụng cái tay để đẩy lên như thế này. Đó, tuy nhiên là khi mà đẩy lên thì nó không có bị sập xuống ha, thì chúng ta vẫn sử dụng bình thường cái nắp này mọi người ha. Đó. Cái ngàm của nó đây thì Lợi thử cho mọi người coi ha, cái ngàm của nó thì còn rất là chắc chắn, tuy nhiên chỉ còn ngàm ở bên tài thôi. Đó, bên phụ thì bị mất rồi. Đây. Hãy mở ra cho mọi người coi ha. Cái bên phụ thì bị mất rồi nhưng mà Lợi sẽ thay một cái mới nguyên luôn đó, để cho mọi người sử dụng cái nắp này cho nó hoàn thiện mọi người ha. Đó, chúng ta đi về vào cái phần nội thất nha. Phần nội thất thì phía bên ngoài chúng ta thấy một cái bộ ron này này. Chúng ta sẽ xem trước cái bộ ron chống nước. Ron chống nước này thì còn khá là ok nhé. Nó bị nứt nhưng mà không có bị rách nha. Đó, nó bị nứt một số cái vết nhỏ 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 đó nhưng mà nó không có bị rách. Đó, phía bên trong của cái nắp thùng này thì được bưng nỉ mọi người nha. Đó, bưng nỉ toàn bộ thì nó sẽ tạo ra một cái không gian rất là lớn ở phía bên trong như thế này để cho chúng ta chở hàng. Đó, các cái phần phụ kiện này, các cái cảo này được để bắt cái thùng và cái thành của cái thùng xe đấy. Đó, rất là chắc chắn mọi người nhé. Đó, nắp thùng sẽ được bắt bằng 6 cái cảo luôn. Đó, chia ra hai bên, mỗi bên là 3 cái cảo. Hai phần bên trong này thì nó còn rất là ok mọi người ha. Cái nỉ thì không có bị rách luôn. Đó, chúng ta thấy cái phần bên trong này là hoàn thiện tốt, không có vấn đề gì hết. Ok. Thì một cái mẫu nắp thùng cao với cái chất lượng của nó thì về cái phần khung của nó thì khung và sơn còn khá là ok. Đó, một số cái phụ kiện bị thiếu bên Dine Auto chúng tôi sẽ thêm vào. Đó, hai cái ti thì nó hơi yếu chút xíu, tuy nhiên là vẫn sử dụng được. Đó, nhưng mà cái mẫu nắp thùng này thì nó chỉ rơi vào cái sử dụng gọi là ổn thôi, tạm được. Đó, nếu mà quý anh chị em nào thích cái mẫu nắp thùng như thế này thì xin vui lòng liên hệ ngay tới Dine Auto. Cái mẫu nắp thùng này sẽ được Dine Auto thanh lý với cái giá rất là rẻ. Mọi người hãy liên hệ để mua ngay cái mẫu nắp thùng này nhé. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hãy nhớ đăng ký kênh để xem thêm các cái mẫu nắp thùng và đồ chơi mới nhất dành cho xe bán tải. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.